Câu đầu tiên muốn dành cho bạn Thúy là Thúy đã có mấy mối tình và có những biến cố nào ở trong tình yêu đã làm ảnh hưởng đến bạn? Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì em lúc đấy là chuẩn bị thi đại học khoảng 3 tháng nữa thì em yêu ạ. Khi mà em lên đại học thì chia tay. Còn mối tình thứ hai là mối tình mà em thấy cảm thấy sâu sắc và trưởng thành hơn, nghĩa là mối tình cách đây 3 năm đấy ạ. Và biến cố nào để làm cho bọn em dừng lại? Em phát hiện ra là anh đấy đã có người yêu rồi nhưng mà lại yêu em ạ. Trước đây thì em nghe cái chuyện ngoại tình hay là không chung thủy nó chỉ có trên TV thôi. Còn cuộc sống của em nó cũng khá là màu hồng cho đến khi em gặp cái chuyện đấy ạ. Em sốc mất bao nhiêu lâu? Em sốc hơn mấy năm ạ. Qua đấy thì em cũng thấy em trưởng thành hơn và em có nhiều cái nhìn nhận nó hơi lớn hơn. Vì có thể là tính em trước đấy hơi trẻ con. Bây giờ thì em đã hết sốc và em đã sẵn sàng mở lòng cho một mối quan hệ mới ạ. Sẽ chuyển sang câu hỏi dành cho Long nhé. Mối tình sâu đậm nhất thì lý do bạn đã chia tay là vì sao? Mối tình sâu đậm của em thì chắc có thể là do cô ấy bỏ em anh ạ. Lúc đó mình cũng chưa trưởng thành trong suy nghĩ, trong các cách ứng xử, chưa sâu sắc lắm. Thế còn mối tình gần đây nhất? Gần đây nhất thì có thể là do bất đồng quan điểm về công việc. Em có thể em đi làm về muộn hoặc giờ giấc khác mọi người. Hoặc cô gái đó bị áp lực công việc nhiều hơn thì nhiều khi không đồng cảm, không chia sẻ được cho nhau. Bạn ấy làm việc gì? Bạn ấy làm văn phòng đấy ạ. Anh hiểu. Ừ, như anh nói vợ anh cũng là tiếp viên mà. Dạ. Nếu như những ai mà quen ở nhà ấy, mà yêu một cái người hay đi ấy, áp lực lắm, không chịu được. Bởi vì lúc mình cần nhất thì không có người ta bên cạnh. Anh cũng rất may là cái công việc của anh thì cũng là người hay đi. Dạ. Và gặp người hay đi, thế là tương đồng được với nhau. Thế xin hỏi là anh Linh, là cái lúc mà anh cưa bảo châm ấy, thì anh thấy điều gì là sự tương đồng nhất của hai vợ chồng? Tại thời điểm đấy thì hai vợ chồng mình không có điểm nào được gọi là tương đồng cả. Nhưng so sánh về việc là hay đi, châm rất hay đi, mà mình thì lại làm văn phòng. Nhưng mà mình cũng không áp lực gì vì mình làm văn phòng còn bận hơn người hay đi. Em có ý kiến là bọn em ở tương đồng một cái là rất tin tưởng nhau. Em thì luôn luôn tin tưởng chồng em và anh ấy thì đấy, rất ít khi ghen. Cũng đồng tình với cả em Thúy một cái là đàn ông cũng có thể ghen một chút cũng được, không sao. Nhưng chồng em thì chả ghen gì, thật ra em thấy hơi thiếu thiếu. Vâng, không biết là sau này hai bạn có đến được với nhau hay không. Nhưng mà cũng muốn nói một điều rằng là kể cả chúng ta có nhiều kinh nghiệm đến đâu thì với một mối quan hệ mới chúng ta sẽ như là học sinh cấp 1, lại bắt đầu viết chữ lại từ đầu. Và cái thứ hai là không nên vì những cái tổn thương trong quá khứ mà quá soi xét hay là không tin tưởng người hiện tại. Dù có thế nào thì cứ phải tin đã. Còn điều gì xảy ra chúng ta sẽ đối mặt với nó. Đúng, chính xác. Câu hỏi tiếp theo dành cho Thúy. Đã bao nhiêu lần bạn khóc vì những cái mối tình đã qua chưa? Và mất bao lâu để em quên được nó? Khóc với các mối tình đã qua thì em khóc rất nhiều ạ. Bởi vì em cũng theo hướng cảm xúc ạ. Có những lúc em khóc trong cả giấc ngủ ạ. Và khi đấy thì mẹ em ngủ với em mà mẹ em cũng thấy lo. Em mất bao lâu để quên đi cái mối tình đó? Thực ra nếu mà là quên thì sẽ không quên được. Bởi vì chính từ những mối tình đấy em trưởng thành hơn. Em không quên nhưng mà em đã không còn bị ảnh hưởng và không còn bị cảm xúc khi mà nhắc lại những cái chuyện đấy nữa. Có một câu hỏi với cả bạn Long là điều gì bạn đã làm khiến cho gia đình của bạn tự hào nhất? Nếu mà tự hào thì đầu tiên mình sống có một người con có hiếu ạ. Em nhận xét về bản thân là không hẳn là xuất sắc. Các kỳ thi thì mình cố gắng hoàn thành, sống có trách nhiệm với gia đình. Đáng là một người con, hoặc là sau này mình có gia đình thì xứng đáng là một người chồng. Anh nghĩ rằng là như thế là khiêm tốn ấy. Tất nhiên để mà là xuất sắc thì ở đây chả ai dám nói là xuất sắc. Anh Linh cũng chẳng nói là xuất sắc, tôi cũng chẳng nói là tôi xuất sắc, anh Nam cũng vậy. Nhưng để là một người đàn ông thực sự là có sự tự tin. Em có sự tự tin không Long? Dạ có ạ. Đấy, đàn ông cái gì có thể chưa có, nhưng tự tin là phải có. Một câu hỏi tiếp theo dành cho Thúy nhé. Gia đình hình như cũng đã không đồng ý với cả các cái mối quan hệ trong quá khứ của em ấy. Bây giờ nếu mà gia đình mà tiếp tục và phản đối các cái mối quan hệ tình yêu của em thì em sẽ quyết định theo hướng như thế nào? Gia đình thì nói chung là bố mẹ cũng rất quan trọng với em, mà bố mẹ rất thương em thì mới đưa ra những nhận xét để cho em suy nghĩ. Nhưng mà bố mẹ em cũng sẽ hiểu là cái vấn đề quan trọng nhất là em và bạn đấy được hạnh phúc. Bố mẹ đã từng ngăn cấm em với ai chưa? Bố mẹ em không thích cái bạn người yêu thứ hai của em. Vì thực ra là em rất hay tâm sự với bố mẹ. Thì bố mẹ biết cảm nhận được là bạn đấy không yêu không em thật lòng. Bởi vì em yêu bạn đấy rất rất yêu ấy. Nên
khi mà em khẳng định với bố mẹ là con nhất định sẽ yêu anh đấy thì bố mẹ em cũng đồng ý, nhưng mà trong lòng thì buồn. Vâng. Tự nhiên em nghĩ là trong đầu em cũng có hai cô con gái. Đó, nên em nghe rất kỹ những gì bạn ấy nói, và nếu mà mình sau này mình ở vị trí cũng là ba là mẹ mà cũng ở tình huống này mình sẽ làm gì, cấm cũng không được mà cản cũng không xong. Đó, nó thực sự là một cái rất là trải nghiệm đối với cá nhân em hôm nay. Nếu mà bố mẹ ngăn cấm thì đều mong muốn con cái mình hạnh phúc thôi. Nhưng mà cần sự cố gắng của cả bạn nữ hoặc là cả bạn trai kia để chứng tỏ cho bố mẹ thấy hai bạn này phù hợp với nhau. Long ơi, Long ơi, dạ. Với kinh nghiệm của anh mình đừng nhắc chuyện này nữa. Hãy quên nó đi. Vì bây giờ đây là cơ hội của mình Long ạ. Với vâng. Anh thì đây là một cơ hội đầu tư. Em chỉ đang là ví dụ chính thôi. Chính xác, một cơ hội đầu tư. Ví dụ thôi. Dự án này là một căn góc. Căn góc. Đấy. Đối với cá nhân anh thì đây là một quyết định sẽ rất đúng đắn nếu em hôm nay em say yes. Đúng rồi. Nếu như sau này có cơ hội để đến gặp bố mẹ của một người bạn gái nào đó ấy, việc của mình đó chính là hãy mang lại sự yên tâm cho người lớn. Và chính sự yên tâm đấy không khác gì như là những nhà đầu tư thứ cấp sẽ đầu tư vào các dự án bất động sản. Có đúng không anh Linh? Yeah, đây là các shark đấy. Câu nữa thì sẽ dành cho Long. Liệu rằng là có điều gì đáng tiếc nhất ở trong quá khứ mà Long cảm thấy là mình chưa làm được không? Quan điểm của em sống cuộc sống thì mình nên sống, nên biết chấp nhận. Những đổ vỡ của các mối tình thì mình nên nhìn vào đó là cái bài học cho mình. Chúng tôi muốn các bạn sẽ dành cho nhau mỗi người 3 câu hỏi. Mời Thúy hỏi Long nào. Anh ơi, anh có hút thuốc không ạ? Anh có. Hiện tại thì anh đang hút nhiều. Nhưng mà có thời điểm anh cũng cai được. Nhưng bây giờ người yêu anh bảo là anh không hút nữa thì anh có không hút được không? Trước mặt người yêu hoặc là trước mặt người lớn hoặc có trẻ con thì mình không hút. Em có những sở thích về gì? Sở thích của em cũng tùy lúc. Khi thì em thích ngủ. Khi thì em thích nghe nhạc, đi du lịch hoặc là đi ăn với bạn bè ạ. Nếu mà đi du lịch hoặc là đi ăn thì cái đấy đó. Đồng quan điểm của anh cũng vậy. Anh không thích ngủ ạ? Anh ngày trước anh thích ngủ lắm, ngủ giỏi lắm. Nhưng mà về sau thấy ngủ nó phí thời gian. Chẳng qua là đấy là vì anh đang ngủ một mình thôi. Chả ai người ta ngủ một mình, ngủ cả ngày cả. Đúng là phí thời gian thật sự. Có đúng không? Nhưng nếu như ở đâu đó có một người bạn ở bên cạnh mình, thế thì nằm cạnh nhau thôi, chỉ để ngắm mưa rơi cả ngày, nó cũng là hạnh phúc mà. Đúng không? Anh Linh hình như là anh ấy đang phản đối. Sao anh Linh? Anh Linh muốn gì? Mình đặc biệt thích ngủ một mình mà ngủ cả ngày. Là người hút thuốc lá nữa. Thế nên là tất cả những cái gì các bạn nói ở dưới nghe rất chột dạ. Ngủ nhiều với mình nó không phải là việc phí thời gian đâu, mà đó là một cái liều thuốc. Lấy là năng lượng. Để mình... Thôi anh cũng không phải lo gì đâu. Anh có nơi có trốn rồi. Nhưng mà Long ơi, lấy vợ xong mình sẽ không được cái quyền này đỡ đâu. Con khóc vợ nhắc đủ kiểu. Chỉ khi nào mà bắt đầu có con thôi thì tự nhiên là mọi nếp sinh hoạt nó lại về theo con mình. Đúng là kiểu như là con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy. Em thì chưa có gia đình, nhưng mà những cái về vấn đề con cái mình đã lên dây cót sẵn tâm lý cho mình rồi. Phụ nữ sinh đẻ cũng vất vả hơn mình. Thì mình đàn ông thì đấy cũng là một cơ hội cho mình. Mà mình lại còn được. Sau đi là nhận lại anh ạ. Trong một mối quan hệ có những lúc mà anh và người yêu anh cãi vã, có cái xung đột thì anh sẽ muốn là giải quyết luôn lúc đấy hay là anh muốn là khi giải quyết sau ạ? Nếu mà tính cách của anh ấy là hơi trầm tính, lúc đó anh sẽ không giải quyết luôn, anh sẽ cho em nói hoặc là em xử lý xong một lúc sau em bình tĩnh lại thì mình có thể mình nói chuyện với nhau. Nghĩa là anh vẫn cho em nói đúng không? Anh vẫn cho như em nói. Nói đến khi nào chán. Nói như nào chán. Anh nghĩ rằng là các em đã rất là cởi mở với nhau rồi. Trong cuộc sống hiện đại này, gặp được nhau đã khó, xong gặp được nhau, xong lại mở hết cho nhau nghe những câu chuyện của quá khứ, rồi hỏi nhau những câu hỏi những rất là gần gũi thân thiện thế này, điều đó là khó. Nhưng chương trình Hãy Yêu Nhau Đi là nơi làm được điều đó cho các em. Rút ngắn khoảng cách cũng như rút ngắn thời gian của các em với nhau trong các câu chuyện tìm hiểu. Nhưng không có nghĩa là thiếu đi cảm xúc.